Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022, gồm có đài thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn may mắn, bạn đã nhấn cái chuông đăng ký kênh Mạnh Vlog 1 của mình để nhận những kết quả quay thử tham khảo xổ số miền Nam miền Bắc mới nhất từ kênh của mình nhé các bạn.